Bắt đầu. Amen. Chúa Amen. Giêsu Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ mà ngươi đã nói cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi, và hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người? Ấy là vì tìm một dòng giống thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: Ta ghét người bảo nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Jehovah vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. Các ngươi đã làm phiền Đức Jehovah bởi những lời nói mình. Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có làm phiền ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Jehovah và ưa thích những người như vậy, bằng chẳng vậy thì Chúa Trời của sự thánh trực ở đâu? Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu 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 yêu, yêu, yêu linh hồn con người. Chúa như ngài dùng chúng con. Chúa để cũng yêu những con người. Chúa Hallelujah. Linh hồn con người. Chúa ơi, thật là quý giá. Chúa ơi, Hallelujah. Hallelujah. Con cầu nguyện cho hôn nhân gia đình Chúa. Hallelujah. Theo thánh ý của ngài Chúa ơi, sự cảm ơn Chúa ngài đã đến bày tỏ cho chúng con về giá trị hôn nhân giữa ngài với hội thánh Chúa. Ngài đã cho chúng con biết Chúa hôn nhân với Chúa là quan trọng hơn tất cả mọi hôn nhân. Chúa không có hôn nhân với ngài thì không thể nào sinh ra một dòng giống thánh được. Chúa vì hơi sống của Đức Giê-hô-va dầu dư dật cũng chỉ làm nên một người. Chúa ơi, nên Chúa ơi hãy giúp chúng con để làm chúng con trở nên giống với ngài. Chúa Chúa Giêsu là trái đầu mùa. Chúa để làm chúng con cũng trở nên Chúa ở trái của ngài. Chúa ơi, hallelujah, chúng con cảm tạ ngài. Chúa ơi, hallelujah, chúng con cầu nguyện trong sự thương xót của Chúa đến trên chú Trung Cô Chi. Chúa ạ, linh hồn của chú Trung Cô Chi thật là quý giá. Chúa ạ, họ đã từng, Chúa ơi, cầu nguyện khát khao Chúa, họ đã từng cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa dạy dỗ, họ đã cầu nguyện nói họ là tội nhân. Chúa họ đã cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa ban thần khôn ngoan thông sáng hiểu biết. Chúa ạ, chúng con cầu nguyện cho họ sống theo con người mới để họ nhớ lại những điều mà họ đã từng nói với ngài. Chúa ạ, họ đã nói ở trong lòng mình. Ngài cho chúng con nhìn thấy ôi sự con người cũ, cái con người Babylon, con người xác thịt thật kinh khủng. Chúa ạ, nó không không còn nhớ gì đến bản thân là bất lực, bản thân là cần những người dạy dỗ. Ngài Chúa ơi, họ xin họ đã được Chúa, họ xin tin đã được. Ôi Chúa ơi, ngài đã ban cho họ, Chúa ơi, sự thánh linh của ngài, hãy ban cho họ người của ngài là cha thuộc linh Nguyễn Mạnh Cường, thầy giáo Bùi Hoài Hương, là ban cho chính chúng con đây. Chúa ạ, là những con người đến để nói về tin lành nước trời, để nói về bản chất của Đức Chúa Trời, để nói về đời sống của họ, để cho họ cuộc sống đời đời, cho họ cuộc sống hạnh phúc, cho họ cuộc sống yêu thương. Chúa ạ, nhưng họ cũng chọn lấy Chúa ơi, họ cứ chọn lấy theo ý dương, họ muốn làm ngược lại với trật tự của ngài. Chúa ơi, nên chúng con cầu nguyện thì phá hết tất cả sự gian ác đó ra khỏi đời sống của chú Trung Cô Chi. Chúa ạ, bản tính xác thịt ma quỷ, Chúa ạ, thân thể phó cho Satan, nhưng linh hồn phải được sự cứu. Chúa ạ, hallelujah, Chúa ơi, ngài nói rằng Chúa ạ,
Tài sản của người kẻ gian ác sẽ chuyển hết sang cho người công bình, chúa ạ. Đúng vậy, chúa ạ. Chúng con cầu nguyện, chúa ạ, để tài sản của họ bị sụp đổ hết, chúa ạ. Tiền bạc vật chất, họ không còn điều gì, để họ, chúa ơi, giống như người con hoang đàn biết, khi không có cái điều gì để túm với thì họ biết kêu cầu đến Chúa, họ biết quay trở lại Chúa. Hallelujah, họ không còn nghịch lại với Đức Chúa Trời, Chúa ạ, bị nghịch với người của Ngài, sai đến là nghịch với chính Ngài, Chúa ạ. Hallelujah, Chúa, họ không thể nào được từ chối được mệnh lệnh của Ngài được, Chúa. Hallelujah, họ phải vâng theo những điều mà Chúa dạy dỗ, Chúa. Hallelujah. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Hallelujah, Ngài ở trong chúng con và Ngài sẽ hành động trong chúng con, Chúa. Vì đức tin là thực hiện điều Chúa ở trong chúng con, điều Đức Chúa Trời trông mong trong chúng con và qua chúng con, Chúa. Nên tất cả những điều mà chúng con làm, Chúa, đều là theo ý của Ngài, Chúa. Đều trong sự yêu thương công bình, trong sự đời đời của Ngài, Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa Thánh Linh. Hallelujah. Hallelujah, Chúa ơi, hallelujah. Tất cả những cái lời vu khống, lời kiện cáo, lời dối trá trong danh Chúa Giêsu, chúng con hủy phá hết, Chúa ạ. Không cho nó bén bảng đến người cha thuộc linh của chúng con, Chúa ạ. Người cha của chúng con đã nói đúng sự thật, ô nói đúng về những cái điều mà Chúa dạy dỗ, Chúa ạ. Đã ban phước cho đời sống của Chúa cho chúng con, Chúa ạ, sẽ ban phước cho dân tộc của chúng con, Chúa ơi, sẽ ban phước cho hội thánh của Ngài, Chúa ạ, sẽ nên lời cầu nguyện của cha thuộc linh của chúng con được đẹp ý Ngài, ô Chúa cho Chúa ạ, sẽ chỉ có con người cũ của người cha thuộc linh của chúng con là không đẹp lòng Ngài, chúng con cầu nguyện hủy phá tất cả những sự con người cũ, Chúa ạ, sẽ vì chỉ có cảm ơn Chúa. Hallelujah, cơ sở Ngài đã làm nên tâm thần linh hồn của người cha thuộc linh của chúng con giống Ngài hơn, Chúa ạ. Lúc nào cũng khao khát mong muốn để ý của Đức Chúa Trời chứ không ý của mình, Chúa ạ. Lúc nào cũng tôn cao Chúa chứ không tôn cao giá trị của thế giới này, Chúa ạ. Biết hạ mình, biết khiêm nhường, biết lắng nghe, biết nhịn nhục, biết nhân từ, ô biết thương xót, Chúa ạ. Không phải giống như cái kẻ tiếp nhận những điều tốt nhưng mà làm cho ý riêng của mình sao 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 xong bắt đầu quay trở lại, Chúa ạ, phản bội, Chúa ạ, nên chúng con cầu nguyện, Chúa ạ, đấy là con người giả mạo, nó lừa dối, Chúa ạ, nên chúng con cầu nguyện hủy phá sự giả dối của con người thân cảm giả mạo ra khỏi đời sống của chú Trung Cô Chi và trước tiên là chính đời sống của chúng con, Chúa. Hallelujah, để chúng con luôn luôn biết cảm ơn, rồi biết cảm ơn Chúa, bài học cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn người cha, người thầy, người anh chị em, tất cả những điều mà Chúa cho đến, Chúa, để chúng con nhận biết Ngài, để chúng con cảm ơn Chúa. Đặc biệt Ngài nói rằng phước cho người có lòng khó khăn về nước thiên đàng của người ấy, Chúa. Hallelujah, khi chúng con chịu được sự khó khăn, khi chúng con chịu được thử thách, Chúa,
Thì chúng con được đẹp lòng ngài Chúa Arujah, vì ô chúng con được xưng là công bình Chúa Arujah, bởi con người mới Chúa Arujah được sinh lại bởi Chúa Thánh Linh. Ô chúng con được xưng công bình bởi chúng con bước theo Thánh Linh, chúng con được xưng công bình bởi chúng con nhìn đâu cũng thấy ô chương trình, những ý muốn, kế hoạch, đường lối của ngài Chúa Arujah. Chúng con được xưng công bình, ô được đẹp lòng Chúa khi chúng con Chúa Arujah nhìn vào con người mới, tôi sẽ sống theo con người mới Chúa ạ, sẽ bước đi trong Thánh Linh Chúa ạ, sẽ cảm tạ ngài Chúa ơi, ngài đã dựng nên hội thánh của ngài Chúa ạ, hội thánh là cơ quan quyền lực, hội thánh là hội những người nên thánh Chúa ạ, hội thánh ô chính là cái dòng giống thánh của ngài Chúa ạ, hallelujah. Đức Chúa Trời của chúng con là thánh Chúa ạ, nên Chúa ơi ngài dựng nên chúng con trong sự thánh. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, ngài đã đặt để trong người thầy Bùi Hoài Hương sự hạ mình Chúa ạ, sẽ có để lắng nghe lời lẽ thật của ngài Chúa, và đúng vậy Chúa, đất ở Palm Chúa, hay hội thánh ở Houston, Texas, đó là hội thánh của Chúa xây dựng Chúa, hội thánh của ngài Chúa, không có kẻ nào Chúa cắn phá được, không có người nào có thể làm tổn hại được những điều mà Đức Chúa Trời xây dựng hết Chúa, nên chúng con cầu nguyện Chúa ơi, cuộc sống của chúng con dâng cả tất cả những cái mảnh đất nhà thờ hội thánh lên cho ngài Chúa, các thiên sứ ấy cao nghe và làm theo Chúa, canh giữ phía trước, phía sau, bên trên, bên dưới, tại khu vực tại khu vực hội thánh, con cầu nguyện chúc phước Chúa ơi, dòng giống thánh của ngài được sinh sôi nảy nở cho mảnh đất của Chúa được đầy những học viện thần học nước trời cho được được xây lên những căn nhà cho để dạy dỗ cho muôn dân cho cảm ơn ngài Chúa. Hallelujah, 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 bakadakasha, hallelujah, bakadakasha, bakadakasha, hallelujah. Chúa ơi, con cảm ơn ngài và con cầu nguyện cho chương trình của ngài. Ô ngài đặt để sự thần khôn ngoan, thông sáng, mưu toan, mạnh sức, hiểu biết trên đời sống của em Nam Chúa ạ. Em Nam đã hạ mình xuống để từ bỏ các công việc chết của mình Chúa ạ, để ngồi lắng nghe, học tập, để Chúa trang bị cho những điều dạy dỗ trong những năm tháng qua Chúa ạ. Tôi cho con cầu nguyện Chúa cho em Chúa, cho con nói từ trong tấm lòng của mình Chúa ạ, khi mà đứng trước những đại sứ quán Mỹ Chúa họ hỏi gì thì em trả lời theo đúng bản chất của ngài Chúa, em đã hạ mình vâng phục lắng nghe người cha, người cha thầy Chúa, sao em đã trả giá để học tập, để lắng nghe Chúa, nhưng con chúc phước cho em Chúa sẽ được Chúa đẹp lòng ngài Chúa, cho bà đất nước Hoa Kỳ biết tiếp nhận em Chúa, và con cầu nguyện hủy phá hết tất cả những cái kẻ cắn nhốt, kẻ ngăn cản Chúa, khi em đứng trước đại sứ quán để nói về chương trình, kế hoạch, mục đích của mình Chúa. Hallelujah, cảm tạ ngài Chúa. Hallelujah, yêu mến ngài Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. 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 Hallelujah. Thank you. Shikada barasaka duri duri urusoka da barasaka. Điều này phải đi chưa?
Ta sẽ cường cầu nguyện cho Amen. Nam đi. Hallelujah. À Nam đây rồi. Ô sa da ba da ko Cái sa lời Chúa đã trợ ông con, chờ chờ ông sa con ngày da rất ba nhiều, ngày ở da ko cùng với các sa anh chị em con, chờ da ba cảm ngài rất nhiều vì ngày giữ ông con, chờ về hôn nhân và gia đình, chờ chờ cầu nguyện rồi tất cả những sự hôn nhân của thế gian này, chờ tất cả những định nghĩa tình yêu của hôn nhân của thế gian này, chờ phải bị gọi là phá nát, chào tất cả những dạy dỗ lệch lạc, tất cả những cái thần học Babylon sẽ phải bị phá bỏ, sẽ để đầu cái nền thần học nước trời sẽ được công bố, sẽ được tuyên bố ra, sẽ để cho người ta, để là thật của Chúa được bày tỏ ra, sẽ để người ta được thoát khỏi cái sự ngu dại của mình, sẽ để người ta biết yêu là gì, sao biết hôn nhân là gì, sao ô biết gọi là cái hôn nhân của họ, mục đích hôn nhân của họ, sao cái giao ước của họ là gì, sao họ biết được cái hôn nhân ở dưới đất này, sao để thực hiện điều gì, sao cái mục đích cao cả của nó là để chúng con rèn luyện chính đời sống mình, sao để trở thành vợ của Chúa Christ, chào cảm ơn rất nhiều, sao ô ngày cô hồi nãy rồi tất cả chúng con, sao là những con người đã mặc lấy con người mới, sao con thể sống theo cái tư duy của con người cũ, thì sao chúng con thể gọi là đưa ra những cái lý do của con người cũ, sao mà không biết nhận biết lẽ thật của Chúa để thay đổi đời sống mình, sao ô nguyện rồi tình yêu lẽ thật tràn đầy trong tất cả chúng con, sao và ô Chúa ngài gọi là ngài đem sự công bình và thiêu đốt của ngài đến trên học thánh của Chúa, sẽ đến trên tất cả mọi người, sao để rồi cái sự gian ác của họ phải lộ ra, sao để rồi ngài ai yêu lẽ thật, sao thì được Chúa ban thêm ân điển, sao còn không yêu ai không yêu lẽ thật, sao sẽ vẫn còn ở trong cái sự gọi là sự trị của ngài, sao cho đến khi mà họ phải ăn năn, sao cho đến khi mà họ phải hạ mình xuống, sao con cảm ngài rất nhiều, sao ô cầu nguyện rồi còn ngài trong con biết được, sao rồi là cái hôn nhân của con, sao ô là xuống con phải làm sao cho nên thánh, cho nên hôn nhân của con, sao phải có nghĩa là phải đúng theo ý muốn của Chúa, sao con phải là một hôn nhân mà Amen. để hỗ trợ để thực hiện sứ mạng Chúa giao phó, sợ ô và chúng con rèn luyện cái hôn nhân của mình, sợ để chuẩn bị thành vợ của Đấng Christ, sợ ô con cảm ngài rất nhiều, sợ ô chính đời sống ở chúng con, sợ chúng con còn phải thông hiểu, sợ còn phải gọi là thấu hiểu cho lẽ thật của Chúa, sao rồi còn có thể bày tỏ giải thích sao cho thế gian này, sao để cho họ biết rằng sao ô khi họ ô cái con, sao cái con như thế nào, sao và khi họ mà ô có những cái điều gì đó xích mích, sao chia rẽ, sao thì họ phải chia rẽ như thế nào, sao ô và khi mà họ tái hôn, sao thì con phải tái hôn như thế nào, sao cầu nguyện rồi mà hướng dẫn tất cả chúng con, sao đây là chúng con là những người đầy dẫy sự khôn ngoan của Chúa, sao ô là những người mà có lẽ thật của ngài, sao ô Chúa Christ, Đức Chúa Trời là chính ngài, sao ngài đã từng bỏ vợ của ngài là Israel, sao ô sao và sau đó sao ngài cưới lại Israel, sao ngài cưới lại Israel, sao ô là dân ngõ con, sao ô làm người vợ khác, sao nhưng mà bản chất ô cũng là hộ thực hiện cùng gọi là mặc lấy cái sứ mạng của Chúa trên đời sống của mình, sao ô con cảm ngài rất nhiều, sao ô cầu nguyện rồi tất cả chúng con, sao ô chúng con gọi là không hiểu điều đó, sao chúng con biết rằng sao ô chúng con những cái gì mà ngài dạy dỗ chúng con, sao ngài đã từng làm, sao và ngài mong muốn cho chúng con phải hiểu thấu, sao bản chất cho ô để rồi chúng con xây dựng hôn nhân của mình, sao đúng ý muốn của ngài, sao con cảm ngài rất nhiều, sao ô con cầu nguyện cho tất cả anh chị em con, sao để rồi thần công bình thi đó của ngài đến, sao đến tất cả các là chính chúng con, sẽ tất cả các công việc trên đời sống con, sẽ để chúng con được sạch, chào vì chúng con mong muốn trở thành một thằng gọi là hạt giống thánh của ngài, sao cảm ơn rất nhiều, sao con cầu nguyện sẽ sáng nay, sao đã cùng con, sẽ ngài hướng dẫn con, sẽ để là con được đại ơn trong ngài, sẽ cũng bước đi trong sự tự tin, cho biết rằng sẽ khi mà con nắm giữ chắc chắn cho sự kêu gọi của Chúa, sẽ trên đời sống con, sẽ con nắm giữ chắc chắn cho những nguyên tắc giá trị của ngài, sao thì con bước đi một cách gọi là vững vàng, sao con được ngài đưa một cách rơi rộng, sao ô con phải gọi là được ngài đưa rơi rộng, sao ô con thế gian này sao sự ngăn cản, sao sự hay là khó khăn, sao nó sẽ đến, sao ô nhưng mà bởi quyền năng của Chúa cho con bước lên hết tất cả những đó, sao con cảm ơn rất nhiều, sao ô con dâng đời sống con tất cả gọi là anh chị em con xin lên cho ngài, sao cảm ơn ngài, con nguyện cho Đức Chúa Christ, amen. 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 Cảm tạ Chúa. Cha dấu yêu Hallelujah. ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Ngài đã yêu thương chúng con. Ngài cho chúng con được ở trong Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài. Chúa ạ, máu của Chúa Giêsu đã đổ ra, rửa sạch đời sống của chúng con hàng ngày, hàng giờ trong cái quá trình để Ngài làm chúng con nên thánh, Chúa ạ. Bởi vì như lời của Ngài nói, hơi sống của Đức Giê-hô-va dầu dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao? Chỉ làm nên một người ấy vì là một tìm một dòng dõi thánh cho Ngài, Chúa ạ. Vậy các ngươi
khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lúc còn tuổi trẻ. Chúa ơi, Ngài đã dạy cho chúng con về hôn nhân chưa ạ? Ô, hôn nhân của Chúa phải được nên thánh ở trong Ngài. Tất cả những cái hôn nhân và những con người ở trong thế gian đã tội lỗi ở trong Ngài rồi. Khi chúng con tiếp nhận Chúa sống trong tình yêu của Chúa, Chúa đã làm mới lại hôn nhân của chúng con chưa ạ? Và cho chúng con được trải nghiệm hôn nhân của chúng con với Ngài là trên hết. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài. Ngài đã dạy dỗ cho chúng con, yêu thương chúng con, nguyện thần công bình, thần thiêu đốt của Ngài tiếp tục đổ xuống để mà tẩy sạch hôn nhân của chúng con, tẩy sạch tất cả những cái sự nhiễm Amen. ô uế ở trong chúng con chưa ạ? Và Amen. Chúa, thần thông công bình, thần thiêu đốt tiếp tục của Ngài đổ xuống trên hôn nhân, đổ xuống trên tài sản, đổ xuống trên sức khỏe, đổ Amen. xuống trên dòng dõi của chúng con để làm ra Amen. một dòng giống thánh cho Ngài chưa ạ? Ô Amen. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài, dạy sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con ngày càng tươi mới ở trong Ngài nữa, để chúng con được trải nghiệm tình yêu của chúng con với Ngài ngày càng hơn chưa ạ? Bởi vì chính Ngài đang tìm tòng dòng giống thánh cho Ngài. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự ban cho và sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con, sự thông hiểu, thần thông khôn ngoan, thông sáng, thần mưu luận, thần kính sợ Chúa ở bảy thần của Ngài thì tiếp tục và đổ xuống trên đời sống của chúng con và ngày càng hơn trong thời kỳ cuối cùng này cho ạ. Bảy thần của Ngài làm việc đắc lực và càng hơn ở trong thời kỳ cuối cùng này Chúa ơi, để mà ráo riết để mà tìm ra dòng giống thánh cho Ngài Chúa ạ. Hội thánh là hiền thê của Ngài, Ngài đang trông chờ nàng dâu tinh sạch cho Ngài Chúa ạ, bởi huyết mà nước của Ngài tẩy sạch và lời hằng sống của Ngài tiếp tục tẩy sạch còn nàng dâu của Ngài Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, một cơ nghiệp lớn lao mà Ngài ban cho chúng con là chính là Ngài. Cơ nghiệp của chúng con chính là hôn nhân của chúng con với Ngài, cơ nghiệp của chúng con cũng như là cơ nghiệp của Ngài đó là dòng giống thánh cho Ngài, các con cái của chúng con là dòng giống thánh cho Ngài Chúa ơi, anh chị em của chúng con là cơ nghiệp của nhau, là cơ nghiệp của Ngài nữa Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, anh chị Trung Chi là cơ nghiệp của chúng con, em Thủy là cơ nghiệp của chúng con Chúa ạ. Ô Chúa ơi, qua họ là sẽ có một cái dòng giống giống là dân nước của chúng con Chúa ạ. Ô chúng con biết ơn Amen. Ngài là Chúa đang trang bị cho chúng con cái cơ nghiệp lớn lao, chính vì vậy chúng con cùng với Đức Thánh Linh để làm việc với linh hồn của chúng con Chúa ơi, làm việc với linh hồn mà Ngài đã cứu linh hồn sống cũng để mà chúng con biết làm việc với linh hồn của mình để mau trở nên là con người trưởng thành Chúa ạ. Một con người mới là chúng con phải khuất phục Ngài từ nơi tâm linh mà chúng con được sinh lại, đổ xuống linh hồn của chúng con và đổ xuống thân thể này, tất cả đều nằm trong sự trật tự của Ngài, trong sự con người mới. Điều gì là con người Babylon, con người lộn xộn thì được Ngài tẩy sạch hết, tẩy sạch ô uế bằng lửa của Ngài, bằng thần công bình thiêu đốt của Ngài tiếp tục và rửa sạch chúng con chưa ạ, để cho chúng con sẵn sàng trở nên một con người mới, một con người trưởng thành để tiếp nhận cơ nghiệp của chúng con chưa ạ. Và khi chúng con đứng ở trong chức thầy tế lễ thì chúng con cũng phải nhận hết tất cả những cái ý nhu cầu của chúng con, nhu cầu của dân sự chúng con đưa lên cho Ngài, và chúng con cũng biết lắng nghe những sự dạy bảo của Ngài cho chúng con, những khát vọng, những ý muốn của Ngài khi chúng con vào trong nơi chí thánh để gặp gỡ Ngài, để chúng con cũng chuyển giao những ý muốn của Ngài xuống cho dân sự của Ngài nữa. Ngài ơi, chúng con biết ơn Ngài và nguyện thần của Ngài thì đầy dẫy trên chúng con chưa ạ, đầy dẫy trên người cha Thục Linh Nguyễn Mạnh Cường, người mục sư cũng như là anh chị em của chúng con trên Hiến, chị em trên Nam Chúa ơi, và Ngài đã có chương trình và kế hoạch rất là cụ thể cho chúng con chưa ạ, và chúng con cùng với nhau để mà giúp nhau thực hiện sứ mạng mà Ngài Cha đã cho chúng con từ trước sáng thế trong Chúa Jesus Christ rồi. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Tôi lạy Chúa. Vô chắc cả đã vào Chúa ơi, con cầu nguyện cho hôn nhân gia đình cho ạ, một khái niệm đã bị thủng rất nhiều trong bao năm nay cho ạ. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã sai cho con đến cho ạ, như đạo binh đặc nhiệm trời đến cho ạ, và trước mặt chúng con có ngọn đường, sau lưng chúng con có ngọn đường cháy thiêu, đất này trước đây tưởng như Eden cho ạ.
tưởng như thiên đàng, nhưng sau khi Chúa đi qua chẳng còn vị chốn của Chúa hết chưa ạ? Bởi Chúa mang lẽ thật Chúa trời đến, Chúa mang sự công bình Chúa trời đến, bởi thần công bình, thần thiêu đốt của Chúa mà tẩy uế con cái Siôn chưa ạ? Để rửa sạch sự Siôn của Chúa khỏi sự bất khiết, khỏi sự u uế, khỏi sự không công bình Chúa ạ, trong danh Giêsu. Hallelujah, Chúa ăn năn với Chúa về tất thảy những tội của các hôn nhân gia đình cho ạ, của loài người. Ô, loài người đã lấy nhau, thậm chí nhiều cơ đốc nhân, nhiều lãnh đạo cơ đốc lấy nhau như trong tội lỗi chưa ạ, và hôn nhân họ là hôn nhân dơ dáy gớm ghê trước mặt Chúa Trời chưa ạ, vì thế mà dòng giống họ là dòng giống bất khiết. Ô Rasaka, vì thế mà cày rùa xả cái dòng giống của họ trong danh Jesus Christ. Ô, họ không tình cha con. Ô Rasaka, lên lên sự rùa xả của Chúa đổ trên đầu họ không thương tiếc chưa ạ. Ô Rasaka, và để đến sự rùa xả của Chúa là sự thương xót của Chúa Trời chưa ạ, khi ngày trước diệt ô các mục sư, ô các lãnh đạo các cơ đốc ra trước diệt các con cái Chúa, có người trai, người nam, người nữ nào đó mà tin Chúa tha chưa ạ, vì sự phán xét khởi từ nhà Chúa Trời chưa ạ. Ô Chúa phán xét trên gia đình hôn nhân họ, trên con cái, trên vợ chồng, trên cha mẹ, trên anh chị em của họ. Ô Rasakat đặt bao lưu trên ô tài sản của họ, trên nhà cửa, ruộng vườn đất đai của họ, trên business của họ, trên công an việc làm của họ chưa ạ, trên tất cả quan hệ của họ chưa ạ, trong danh Chúa Jesus. Ô ngày rùa xả, ô Rasakat, vì sự rùa xả Chúa đó phước hạnh cho họ, cho những ai ô nhìn điều đó mà ăn năn. Chúa ơi, ô bao nhiêu cái lời ngày rủa ô dân Ninive, như là dân Ninive sẽ bị tiêu diệt chưa ạ, nhưng dân Nineveh đã ăn năn, ô than khóc với Chúa, đã kiêng ăn cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ngài chưa ạ, và Ngài đã đổi cái ô sự rửa sạch là phước hạnh đó Chúa ơi. Ô ra sao những hôn nhân bất khiết với cha mẹ chúng con đã ô lấy nhau trong hôn nhân bất khiết chưa ạ, ô họ là kết hợp với nhau, ô không phải là Đức Chúa Trời kết hợp với nhau chưa ạ, mà là con người kết hợp với nhau chưa ạ, nhưng Ngài vẫn thương xót chưa ạ, ô và Ngài ra dòng giống chúng con đây, ô khi cha mẹ con sinh con ra, ô, ra dòng giống bất khiết, dòng giống không thánh chưa ạ, nhưng Ngài bởi lòng thương xót Ngài đã tin chúng con vào trong Chúa Giêsu, để trong Chúa Giêsu Christ Ngài làm con đây trở nên thánh khiết trong Ngài chưa ạ. Ô Rasakara, và dạy chúng con về hôn nhân gia đình chưa ạ, với Ngài. Ô Rasa, và ô Ngài đưa chúng con đến dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa đây chưa ạ, trong trường đại học tổng hợp thần học trời này chưa ạ. Ô Rasa, trong đặc biệt đặc nhiệm của Ngài ngày sau đó đây chưa ạ, để đưa chúng con những khái niệm chính xác tuyệt đối của Ngài về hôn nhân, về gia đình chưa ạ. Ô Rasakara Barasa Chuduguru, để chúng con ra dòng thánh thánh chưa ơi. Ô đó là người vợ của giao ước chưa ạ. Ô Rasa, ô khi tất cả mọi người họ trưởng thành, ô đó ông trưởng thành, cái hôn nhân của họ là hôn nhân bất khiết, hôn nhân bẩn thỉu ô uế, ô ra làm bẩn đất đất chưa, ô và cái ô kết quả nhãn tiền đó là con cái họ là dâm loạn, con cái họ ô đồng tình luyến ái, con cái họ ô ra sẽ chơi bời trác trụy, ô trụy lạc ô uế đó chưa ơi, sakara đó kết quả của hôn nhân bất khiết của họ chưa ạ, nhưng hôn nhân thánh khiết là hôn nhân ô ra những người trưởng thành, ô ra sẽ những người yêu mến kính sợ Chúa Trời, những người có hôn nhân luôn Chúa Trời chưa ạ, ô những người biết giá trị ý nghĩa của hôn nhân, ô và cưới nhau, và khi đó thì kết quả đó mới là Đức Chúa Trời kết hiệp chưa ạ. Và những kết hợp này ngày ghét những người bỏ vợ chưa, ô ra sao ngày ghét người bỏ chồng, ngày ghét ô ra sao có đó những kẻ bỏ vợ bỏ chồng ô của giao ước, ô ra sao các những chuôi ô mà ngày ra lệnh ô phải bỏ hết tất cả những cái điều gì mà Chúa không chồng đi chưa, ô ra sao những cái điều gì mà là người kết nối thì được phân rẽ, ô ra sao những lời gì mà Đức Trời kết nối thì không phân rẽ, ô ra sao biết cỏ lùng thì phải nhổ ra chưa, nhưng mà lúc nào cũng nhổ cỏ lùng, ô cỏ lùng để nhổ khi nào sắp đến kỳ gặt. Ô Rasaka, Chúa biết rằng ôi cỏ lùng ngày đến ngày chặt nhổ hết tất cỏ lùng, ô ngày ngày phân ra dê với chiên cho đến cái ngày phán xét sắp đến cái ngày mùa gặt của Ngài cho thì Ngài ô Rasa đến để tách ra cỏ lùng và lúa mì, ô ngày tách ra ô tre và diên diên ô Rasa Karabijo dê và chiên cho trong danh Chúa Giêsu. Shakada Barasaka Juju Oroso Kada Barasaka Da ô Rasa tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con thẩm quyền sự khôn ngoan cho để có thể dạy ô cho các hội thánh, ô dạy cho các bậc cầm quyền các đức Chúa Trời cho trong danh Chúa Giêsu, ô đây để dạy lẽ thật ô của Chúa Trời vì Ngài làm con trở thành miệng của Chúa Trời cho Ngài làm cho hội thánh sự thương xót Thiên Chúa, làm cho dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa này cho trở thành miệng của Chúa Trời, ô ra sao để cho biết bóc tách những sự điều sang của điều hèn cho ô ra sao để cho sự sáng cho dân ngoại, sự cứu rỗi ô của Ngài trên đầu cùng đất cho ô ra sao chúng con sẽ cứu cái phần sót lại dân Israel cho vì dân Israel sẽ bị lửa của Đức Chúa thiêu đốt, thần công bình, thần thiêu đốt tẩy uế các hội thánh, tẩy uế ô gia đình của từng con người trong các hội thánh lớn nhỏ trong thế giới cho ơi, ô ra để ô tạo ra dòng dòng thánh khiết cho ô đặt để trong lửa của Chúa Trời cho để mà tạo ra những dòng giống thánh khiết trong hôn nhân gia đình, trong quan hệ vợ chồng con cái được đúng theo ý của Chúa Trời chưa ạ? Ô ra là giao ước với Chúa Trời, ô ra còn tất cả những kẻ nào đã tin Chúa rồi, mặc dù đứng chưa có thể là mục sư lãnh đạo ABC khác nữa, ô nhưng họ chưa trưởng thành, ô thì họ không xứng đáng hôn nhân thì họ mau chóng cấp tốc mà đi học về hôn nhân gia đình theo ý của Chúa Trời chưa ạ? Để có giao ước với Chúa Trời, ô ra đó là trở tập hình được là vợ Chúa Trời, ô ra để sau này chuẩn bị cưới Ngài đời đời vì ở
chúng con lấy vợ cả chồng có thể, nhưng đời sau thì không lấy vợ cả chồng, bởi vì đời sau chồng chúng con là Chúa Giêsu, Chúa ạ, nên tất cả mọi hôn nhân trên đất này để tập dượt cho hôn nhân đời đời với Chúa trên trời đó, Chúa ơi, ô đập vào hôn nhân trên đất này thì chúng con phải giúp nhau thực hiện sứ mạng tiền định mà Chúa đã sẵn cho chúng con trong Đấng Christ ta sao, Chúa ạ, ô mà phải trưởng thành để tìm ra kế hoạch tiền định đó, ô thì mới được hôn nhân, để không có lặp lại cái vết xe đổ là trẻ con lấy trẻ con và đẻ ra trẻ con và cái dòng giống bất khiết đấy từ Adam Eva đó, Chúa ơi, mà nó cứ để lại, ô nó cứ đến bây giờ. Lửa lửa đức trời chưa ạ, lửa ngài đã đến nó quăng xuống rồi và lửa cháy lên ngài ước ao chỉ nữa chưa ạ, ô con quạt lửa của đức trời, lửa thạnh nộ, lửa phán xét đức trời đến trên nhà của đức trời, đến trên chúng con, ô ngài đã đến chúng con ra sao, ngài đã phán xét con ra sao chưa, thì ngài phán xét hội thánh của Chúa, phán xét tất cả người nghe con, ô phán xét tất thảy, ô ra sao các giáo phái hệ phái, phán xét tất thảy các gia đình của họ, các hôn nhân của họ trong danh Chúa Jesus, ô ra ra ba ô ra sao những sự rủa xả gì mà ngài đã hứa chưa ạ, thì đổ trên ô gia đình của họ, ô ra sao các đó là phước hạnh đó, Chúa ơi, vì sự rủa xả và phước hạnh nó chỉ là có cái rất là mong manh, ô khi họ phạm tội thì rủa xả là kích hoạt ra chưa ạ, ô là mặc dù vì họ không ở trong Chúa, ô họ trong Chúa là làm theo lời Chúa Trời, kẻ nói trong nói là trong Đức Chúa Trời thì phải làm theo Đức Chúa Trời, sinh lại bằng thánh Đức Chúa Trời, ô trong sự công bình mà ngay thẳng của lẽ thật, ô ra sakara yurubibrasaka, kẻ nào trong Chúa thì sẵn sàng mời ô để lửa Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình, ô kẻ nào trong Chúa thì không bao giờ bị đoán phạt, bởi vì những kẻ ở trong Chúa thì mới không bị án phạt, mới không thoát khỏi sự án phạt chưa ạ, ô rasaka là chỉ ở trong Chúa mà thôi, chỉ có con người mới mà thôi, ô con người tái sinh bởi thần linh, ô rasaka là nơi chi thánh đó, ô rasaka để đổ xuống cái linh hồn, làm việc linh hồn, ô rasaka và làm việc thân thể của mình, ô để cả ba phần thần hồn xác, ba phần chi thánh thánh và hành lang đó đều được thánh sạch là đền thờ xứng đáng cho ngài trong danh Chúa Giêsu, hallelujah, Chúa ơi, hãy làm tất cả những điều gì mà ô chúng con đã cầu nguyện này xin cho, ô ra sao và Chúa đã làm để phán xét hội thánh của Chúa, Chúa làm để tách dê với chiên, Chúa làm để tách quả lùng ra khỏi ô lúa mì cho, ô Chúa làm để thánh sạch hội thánh của ngài, ô ra sao để chúng con là dòng giống ô thanh tinh khiết, ô ra sao dòng giống thanh sạch của ngài, dòng giống yêu thương của ngài, dòng giống công bình của ngài, dòng giống mà ngài đẹp lòng, dòng giống người nói đây là con yêu dấu của ta, đây là vợ yêu dấu của ta, đẹp lòng ta bảo làng, các người hãy nghe lời con đó, con tạ ơn Chúa, ô ngợi khen Chúa vì dân và nước nào chẳng thần của chúng con sẽ được diệt vong, nhưng nước đó sẽ hoang vu cả chưa ạ, ô có cái bố sự hoang vu của những nước những dân nào mà chống lại chúng con chưa ạ, ô là họ sẽ hoang vu, họ sẽ hoang vu và con trai của các ức hiếp chúng con sẽ cúi đầu cùng chúng con chưa ạ, mà kẻ khinh dễ chúng con, mà kẻ coi thường chúng con sẽ quỳ lại để bàn chân chúng con trong danh Chúa Giêsu, ô ra sao các đa bao Chúa, Chúa tôn trọng tất cả mọi người, kể cả kẻ thù chúng con, kể cả người bất trí, cả người điên loạn, chúng con vẫn tôn trọng họ, ôi bởi vì linh hồn họ là quý giá trước mặt ngài, Chúa ơi, ô ra sao các có những kẻ nào mà không tôn trọng linh hồn, ô ra sao các mà không tôn trọng chúng con, Chúa, ô thì họ, ô ra sao Chúa ơi thì họ, Chúa, ô phó họ cho sự diệt vong, phó họ Orazakara cho sự đổ xả, phó họ cho sự tiêu diệt, phó họ cho sự hư mất, phó họ cho sự tan nát, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Orazakara và cơ nghiệp của họ là của chúng con, Chúa ạ. Vì lời Chúa nói rồi, Orazakara của cả kẻ có tội sẽ chuyển ra cho người công bình, Chúa ạ. Ô trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con được công bình bởi Chúa Giêsu, chúng con được công bình bởi vì chúng con tin và làm theo lời Chúa Giêsu Christ, chúng con được xưng công bình bởi thần công bình ở trong chúng con, sống trong chúng con, Chúa ạ. Orazakara và chúng con đoạt hết tất cả tài sản, gia sản họ, Chúa ạ, cơ nghiệp họ. Orazakara tất thể, ô người nam người nữ, đàn ông đàn bà già trẻ lớn bé, Chúa ạ. Ô các chức vụ sứ đồ tiên tri thầy giảng giáo sư mục sư, ô tất cả các dân ở các châu lục Âu Á Mỹ Phi Úc chọn là cơ nghiệp chúng con, ô ra sao chúng con có chương trình để làm điều đó chưa, ô ra sao chúng con có với ngài, ô chúng con lập trình ra chương trình để làm điều đó, ô ra sao để mà tái sinh lại tất cả các dân, ô tái sinh lại tất cả mọi người mà đến với Bethesda này chưa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, nếu họ muốn được chữa lành họ đến, mà họ muốn chữa lành thì họ được sống chưa, ô họ được bày tỏ ra lời Chúa Trời và ô và Chúa ơi, ngài là công bình cho họ để trong ngày phán xét đó họ không thể cãi lại cho nghe lời Chúa, họ không nghe lẽ thật của ngài, Chúa, vì tất cả mọi người đều phải trả giá, đều phải khai trình trước mặt Chúa Trời về tất cả điều gì họ làm trên đất này. Ô trong danh Chúa Giêsu, cho con tạ ơn Chúa. Ô vì huyết báo ngài trên chúng con, từ lửa thánh linh ngài bao phủ chúng con, Chúa, và các thiên sứ của Chúa, các đạo binh thiên sứ của Chúa đi lại đóng chặt xung quanh chúng con, bảo vệ chúng con những người yêu mến kính sợ ngài, Chúa, bảo vệ chúng con những người sẵn sàng dâng mình cho Chúa, những người sẵn sàng ô mất cha mất mẹ mất vợ mất chồng mất con cái mất anh em mất họ hàng mất ô tài sản mất gia đình mất tất cả vì ngài, Chúa, chúng con là người như vậy. Chúa ô ngày đang tìm những người khát khao như vậy, Chúa ơi, ra cắn đạp bần ô đó là người công bình của Chúa, những người mà sẵn sàng gọi lửa thanh độ đời đến trên mình, ô ra sao và trở thành người của lửa trên trời, ô để mà xét đoán hai chi phái Israel, để xét đoán các thiên sứ cũng như đời này trong danh Chúa Giêsu, hallelujah, cho ngợi khen cha, ngợi khen cha, sakada banduju, Chúa ơi, tất cả các nhu cầu chúng con, Chúa, ngài đã làm đầy đủ rồi, vì chúng con tìm kiếm vương quốc của trời và tìm kiếm sự công bình của ngài, Chúa, sự công bình, sự công bình, sự công bình của ngài, chúng con tìm kiếm, chúng con gào thét, orasaka chơi với chúng con đòi sự công bình của ngài trên chúng con, Chúa, orasaka banduju để chúng con, orasaka mặc cái sự công bình đời đời của Chúa, vì chúng con, ô là dòng giống mới thánh sạch của ngài, Chúa, ô mà ngài đang mong bước đó, Chúa, ô ra để từ chúng con mà sinh ra, ô ra trong 40 năm, thôi chúng con từ chúng con mà sinh ra được 603.510 trụ của Đức Trời, đó là những trụ
vụ của nền Chúa Trời, họ không ra khỏi đó chưa? Ừ, đó là người làm lịch sử đứng đầu trên tất cả lĩnh vực tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng. Ừ, tất cả các lĩnh vực, tất cả các dân, các sắc nước chưa? Là cơ chúng con. Hallelujah, cho con nhìn thấy. Ừ, Rasaka, chúng con ngước mắt lên nhìn thấy con trai con gái đến từ xa chưa? Cũng bạc vàng họ. Ừ, các cửa chúng con mở ngày ngày đêm đều không đóng cho hầu cho các dân đem của báu đến và dẫn các vua đến làm phu tù. Hallelujah. Ô các cây tùng, cây bách, cây hoàng dương là sự vinh hiển Liban sẽ cùng nhau trang hoàng đối thánh của ngài cho sự thương xót Thiên Chúa này đầy dẫy sự vinh hiển của Chúa Trời. Hallelujah, ngợi khen Chúa vì sự thương xót của Chúa còn đời đời, sự nhân từ Chúa còn đời đời cho. Hallelujah, cho cảm tạ ơn Chúa, phước cho những người nào trung thành, phước cho những người thác vào dòng chảy này cho và được sống đời đời cho. Ô để họ không bị hổ thẹn, không bị quăng xa khỏi ngài khi ngài ngự đến. Cha ơi, Hallelujah, cho cảm tạ ơn Chúa. Ô Rasakadabal, Chúa chúc lành trong đôi tai của tất cả người nghe chúng con, cho con gọi ô ra ra các thần công bình, thần thiêu đốt ngài trên họ, cho con gọi thần khôn sáng tỏ ra ngài trên họ cho để nhận được Chúa Trời, để soi mắt soi sáng con mắt của lòng họ, hầu cho ô biết được sứ mạng tiền định của ngài cho họ làm sao, cho ô biết được cơ nghiệp vĩ đại mà ngài dành cho họ trong Chúa Giêsu có đức tin đứng đường nào, cho ô ra ra các đa bara trong danh Chúa Giêsu. Con cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Ô mọi nhu cầu chúng con đó chính ngài, ngài là nhu cầu đời đời chúng con, cho làm theo ý muốn của Chúa Trời đó là nhu cầu chúng con. Ô có chúng con đây, chúng con đến để làm theo ý ngài, cho ô chúng con đến để làm theo ý muốn khát khao của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, ô Rasaka, Chúa yêu sự công bình của Ngài, Chúa muốn hãy dùng chúng con, ô hãy biến đổi tiếp tục và dùng chúng con một cách vĩ đại cho như chưa từng có. Ô Rasaka, vì Chúa nhận thức rằng Chúa là câu trả lời của Chúa Trời cho tất cả lời cầu nguyện này sinh của con dân Chúa khắp nơi các thế hệ, ô khắp các đời các kiếp cho trong danh Chúa Jesus Christ. Ô vì chúng con là người quản trị và phân phát sự mầu nhiệm của Chúa Trời, ô cho con dân các nước cho về hôn nhân, về gia đình, về cơ nghiệp, về tất cả mọi sự cho này, những điều gì ô mà những kẻ gian ác họ nghe thì họ bùng lỗ tai, họ nghe mà họ không hiểu, họ nhìn ông thấy ô họ nặng lòng béo ốm ô Rasaka mà không được chữa lành nữa chưa, ô họ bị đốt cháy hết ô và chỉ để ô, dòng giống thánh sạch để lại chưa, vì hơi sống là dầu dựa đầu một người một lòng giống một người thôi chưa, và ngài đã làm ra chúng con đây, ngài làm ra mỗi anh em chúng con đây cho những người đang trong sự cầu nguyện này. Shakadabarasakadurivirasa, ô tạ ơn Chúa, ô gia sản kẻ ác sẽ chuyển hết sang chúng con chưa, ô cho nhìn thấy của cải kẻ ác sẽ chuyển sang chúng con, ô vợ chồng con cái, ô cha mẹ anh em, ô nhà cửa ruộng vườn, ô tất cả cơ nghiệp kẻ ác, ô Rasakara và dòng giống kẻ ác chuyển hết sang chúng con chưa? Ô Rasakara, vì kẻ ác đã coi thường đời Chúa Trời, kẻ ác coi thường trật tự thẩm quyền Chúa Trời, kẻ ác đã coi thường sự công bình Đức Chúa Trời, kẻ ác đã coi thường linh hồn của mình mà không chịu làm được linh hồn của mình. Ô Rasakara, kẻ ác gian dối, kẻ ác cũng phỉnh dối. Ô kẻ ác, ô Rasakara, ô kết ước Chúa Trời nhưng phỉnh dối với lòng của mình. Ô và bỏ Chúa, ô ra xa bỏ hội thánh, ô ra xa bỏ vợ, vì Chúa ghét cả là bỏ vợ chưa, ô Chúa ghét cả là bỏ vợ chưa, sakadabara họ đã bỏ vợ, họ bỏ hội thánh, họ bỏ vợ Đức Trời, ô ra sakadabara và họ bỏ cả vợ cả chồng của mình nữa chưa, ô ra xa bao nhiêu người đã bỏ vợ ở chồng của mình, ô họ chỉ là cái ô bề bình phong là vợ chồng thôi nhưng bên trong thì họ đã bỏ nhau rồi, ô ra sakadabara vì đó là gian dối Đức Trời, ô họ đã tà dâm với thần thế gian, họ tà dâm với quỷ ma môn, họ tà dâm với sự dâm loạn, ô ra họ tà dâm với quỷ hỗn loạn, thần cảm tà bạo quỷ tôn giáo, họ thờ cầm với bao nhiêu gian bật và lừa lừa chưa giáng xuống, lừa giáng xuống, giáng xuống đầy 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 tràn chưa trong danh Chúa Giêsu, để tất cả người nghe nhìn thấy chúng con chưa, nghĩ chúng con chưa, thì đầy lửa của trời văng ra chưa, Rasakara trong thần này chúng con văng hết lửa thần lộ đi trời, chúng con văng hết tất cả lửa Rasakara công bình đi trời, chúng con văng thần công bình thần thiêu đốt của ngài chưa, đổ xuống đổ xuống đổ xuống trên tất cả mọi người, cho động chạm những người nghĩ chúng con, như nghe chúng con nhìn chúng con chưa, và thậm chí cái dân không biết chúng con nữa cũng bị động chạm vì tất cả các dân các nước là của chúng con. Hãy cầu ta sẽ ban cho các con gọi ban cơ nghiệp và các đồng cũng làm của cải. Hallelujah, con sẽ dùng cây gậy sắt để chúng nó, con sẽ nát chúng nó khắc đỉnh gốm trời. Shakadata ơn Chúa là hứa của ngài cho chúng con, chúng đang thi hành điều đó cho con cầu nguyện này. Và biến đổi đời sống mình để chuẩn bị những ngày sắp tới để cho con lãnh đạo. Rasakadaba, các dân các nước chưa? Là chúng con đang chuẩn bị cho ngày một dân nước đó chưa? Từ dòng giống thánh, dòng giống thánh, dòng giống thánh, dòng giống thánh chỉ một người thôi được. Dòng giống thánh đó sẽ ra những dòng giống tuyệt vời mà ngài mong muốn chưa? Để trái đầu mùa là thánh thì tất cả các trái là thánh, cả cánh đồng là thánh. Rasakadaba là cái rễ là thánh thì tất cả các nhánh là thánh, 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 thánh hết chưa? Và các trái nó ra đều là thánh, 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 thánh sạch chưa? Trong danh Chúa Giêsu để ngài đẹp lòng, để ngài nhìn chúng con ngài hài lòng, để khoe với cả thế gian này. Có ai được như chúng con chăng? Để hoàng hậu sùng ái này đẹp lòng Chúa mọi đạt mọi sự đó cha ơi. Hallelujah, ngợi khen Chúa, 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 ngợ
dân lên chưa, bảo vệ gìn giữ chúng con, là vẫn sót lại của đặc điện ngài ở trong cái thời điểm này chưa. Và dâng lần nữa một con công bố sự bảo vệ đặc biệt ngài, đặc biệt tuyệt vời của Chúa, một ân điển tuyệt vời kỳ diệu của Chúa Trời chưa. Rasaga trong lòng chúng con đây, ân điển sứ đồ tiên tri của ngài phủ xuống trên một xoài hương, phủ xuống trên nam trên hiến, phủ xuống để họ làm công việc khó và lớn là họ chưa từng biết. Rasaga là những gì tai chưa nghe, lòng chưa thấy. Rasa mắt chưa nghĩ đến, và lòng người chưa nghĩ đến. Gì Chúa sắm sẵn cho chúng con, cho Rasa những anh em chúng con là người Rasaka còn trung thành. Bởi vì cái điều mà người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành chưa. Rasa kẻ bất trung thì bị tuyệt diệt chưa. Rasa với kẻ ác thì không bao sự bình an. Hallelujah, bởi vì sự công bình sẽ bình an chưa, và trái sự bình an sẽ in đổi mãi mãi. Và xin vui mừng của Chúa Trời, Shalom tuyệt đời của Chúa Trời trên chúng con, trên dòng giống chúng con chưa. Chúng cảm tạ Cha, ngợi khen Chúa. Rasa chúng cảm ơn Chúa vì tất cả bởi lời cầu nguyện chúng con, Ngài đã đang làm, Ngài làm hết rồi chưa. Rasa con nhìn thấy những lời cầu nguyện mà chúng con cầu nguyện không ghiêm ở đây. Con cầu nguyện riêng Urasaka, và chúng con nhìn thấy sự trả lời của Ngài chưa, những con số đều đúng như vậy chưa, những thời hạn đều đúng như thế chưa ơi. Sakadabadu Urasaka, tất cả việc gì chúng con tay làm con đều thay vượng chưa, còn cái ác thì chú phá hủy công việc của tay họ chưa. Để họ phải ăn năn đau đớn, để tan nát trước mặt Ngài. Hallelujah, chúng cảm tạ ơn Chúa. Urasaka, để ai chối chúng con Ngài chưa, ai chống chúng con Ngài chưa. Urasaka, thiệt vọng cho y lời Chúa nói. Và chúng con vui mừng trong đức ra khoe mình trong đức thánh sen chưa. Rasaka Chúa dân chúng con làm hao sủi của ngài, và làm chúng con trở thành búa và khí đấy đánh sạch trong tay của Chúa để phá tan các dân của các nước, phá tan ngựa và kẻ cưỡi ngựa, xe kẻ cưỡi xe, phá tan đàn ông đàn bà già và trẻ, phá tan trai trẻ của gái đông trinh, phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cây ruộng của đôi của nó, phá tan các quan cái trị và các quan hình chưa. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Rasaka người qua chúng con để phá tan các dân các nước đó, phá tan các quan hình, phá tan kẻ chăn bầy nó, kẻ cây ruộng của đó, phá tan người nam người nữ, phá tan trai trẻ của đông trinh, phá tan hết chưa. Rasaka bởi vì này học đức trời này chúng con vào phá tan các đền thờ ra chưa, ngài ra lệnh chúng con hủy phá cái đền thờ cũ đi để ngài xây đền thờ mới, và mang theo lệnh, mang lệnh của ngài chúng con búa và khứ tới đánh giặc đây để phá tan các đền thờ cũ đó, từng con người một, từng con người một, nam nữ già trẻ lớn bé chưa. Rasakadabirusokoraba, Chúa cứu chúng con khỏi sự tranh giành dân sự, lập chúng con làm đầu các nước chưa. Rasaka một dân tộc không quên với chúng con sẽ đến để phục vụ chúng con, hầu việc chúng con chưa. Chúng con sẽ gọi những nước chúng con chưa hề biết, và những nước chưa hề biết sẽ chạy cùng chúng con vì đức giả làm vinh hiển chúng con chưa, và chúng con bày tỏ sự vinh hiển mình ra chưa. Là như ngài Chúa nói, muôn vật đang nóng lòng trông đợi con cái được bày tỏ ra chưa, vì muôn vật đang muốn được dự và còn sự tự do vinh hiển của con cái Chúa Trời chưa. Luôn đây chưa được vinh hiển bởi vì ngài là vinh hiển. Ngài tỏa sáng tất cả kiện từ đó à mà thôi. Ơi Chúa Cha Chúa Con Đức Thánh Linh, amen 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 alleluia. Rồi Chúa chúc lành cho hiến nam, hiến nam đi 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 ơi, dễ rồi hiến nam ạ. Amen. Đi chưa, đi chưa, đi chưa. Dạ, chuẩn bị đây đây một.